Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ít có sự biến động, trong đó phần lớn các địa phương ở thị trường miền Bắc đã xuống dưới 60.000 đồng trên 1 kg, khi trong 2 ngày qua nhiều nơi đã có xu hướng giảm nhẹ. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay vẫn phổ biến xoay quanh 60.000 đồng. Cụ thể, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến là 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Vẫn có những địa phương ghi nhận mức giá 59.000 đồng nhưng khá hiếm, mà tập trung chủ yếu vào những đàn heo siêu nạc. Cụ thể, một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, giá heo hơi trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Ngay như tỉnh Hải Dương, Thái Bình hay Hưng Yên, mức giá 59.000 đồng cũng không có nhiều như tuần vừa qua nữa. Giao dịch thịt heo tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam những ngày gần đây không có sự sôi động, khiến cho các chủ trang trại ở miền Bắc lo ngại giá heo hơi có thể sẽ sụt giảm trong những ngày tới. Và đặc biệt, lượng heo nhỡ, heo nhỏ từ các doanh nghiệp chăn nuôi có xu hướng ra thị trường nhiều hơn, càng gây áp lực lên giá heo ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc. Khi mà giá heo tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam không có xu hướng tăng, thì giá heo hơi ở trong dân cũng theo xu hướng như vậy. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ hay Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay ổn định ở mức 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Vẫn có những khu vực ghi nhận mức giá 59.000 đồng như khu vực Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên hay là đối với khu vực Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực vùng cao vẫn giữ được mức giá 60.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên có mức giá bình quân trong ngày hôm nay là 56 cho đến 60.000 đồng. Hai khu vực Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, nhiều nơi xuất hiện mức giá 62 cho đến 63.000 đồng ở cả miền Đông lẫn các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, giá heo hơi của người dân bán tại các địa phương như Đồng Nai hay đối với Bà Rịa Vũng Tàu phổ biến mức giá từ 57 cho đến 62.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Bình Dương, Bình Phước hay đối với tỉnh Tây Ninh cũng đang áp sát 60.000 đồng. Và đà tăng giá ở khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu dừng và có thể vào những ngày cuối tuần các địa phương này sẽ vượt mốc 60.000 đồng trên 1 kg một cách đầy đủ hơn. Tại các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng có mức giá 62.000 đồng. Đặc biệt khu vực Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An hay đối với các địa phương như Cần Thơ và Đồng Tháp luôn duy trì mức giá cao. Tuy nhiên, những đàn heo xấu ở các tỉnh thuộc thị trường miền Tây, phần lớn hộ chăn nuôi vẫn đang báo giá ở mức từ 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vẫn còn có sự chênh lệch rất lớn giữa heo xấu và heo đẹp ở các địa phương này. Và nếu xét về tổng thể thì giá heo hơi ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay có mức giá cao nhất cả nước. Thị trường Tây Nguyên trong ngày hôm nay ít có sự biến động, mức giá từ 56 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Một số địa phương như Đắk Lắk hay đối với tỉnh Lâm Đồng, nhiều nơi cũng báo giá từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Gia Lai, Kon Tum hay là đối với tỉnh Đắk Nông dao động từ 55 cho đến 58.000 đồng là phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, thị trường miền Trung như một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh bán tại cửa chuồng của các trang trại, nhiều nơi ở khu Thanh Hóa và Nghệ An có mức giá bình quân từ 57 cho đến 58.000 đồng. Heo bán nhỏ lẻ ở trong dân có mức giá cao hơn, nhiều nơi đã có mức giá 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế không có sự biến động. Tại thị trường miền Nam Trung Bộ, trong ngày hôm nay nhiều địa phương cũng đã có mức giá 60.000 đồng trên 1 kg và phổ biến hơn trong khung giá từ 56 cho đến 60.000 đồng. Bình Định hay khu vực Phú Yên và Khánh Hòa trong ngày hôm nay có mức bình quân từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá cao hơn con số này. Có thể thấy rằng giá heo hơi đang có xu hướng tăng mạnh ở hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước.
Với mức giá như thế này, đảm bảo người chăn nuôi vẫn đang có lãi. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi được cập nhật mới nhất ở các địa phương trên phạm vi cả nước trong ngày hôm nay như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc ghi nhận trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nam Định 59.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Địa bàn Ninh Bình cũng báo giá từ 57 cho đến 59.000 đồng. Hải Phòng có mức giá bình quân từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn, đặc biệt khu vực Vĩnh Phúc và Phú Thọ, nhiều nơi báo giá 57 cho đến 60.000 đồng. Ghi nhận khu vực Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, heo đẹp có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Hay đối với khu vực Phú Thọ như Thanh Sơn, Thanh Thủy đạt mức giá bình quân 58.000 đồng. Khu vực Cẩm Khê thậm chí nhiều nơi báo giá 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Thái Nguyên có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay duy trì mức cao 60.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá 58 cho đến 61.000 đồng. Đây là địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện nay. Thái Bình 57 cho đến 60.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Thanh Miện của tỉnh Hải Dương có mức giá bình quân từ 58 cho đến 59.000 đồng. Hà Nam có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh có mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng. Thái Nguyên cũng có mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó Lạng Sơn 57 cho đến 58.000 đồng. Cao Bằng phổ biến mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Đặc biệt khu vực Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá 57 cho đến 60.000 đồng. Lai Châu và Điện Biên có mức giá dao động 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Sơn La cũng có mức giá tương tự 57 cho đến 61.000 đồng. Trong khi đó Hòa Bình có mức giá thấp hơn, phổ biến trong khung giá từ 57 cho đến 59.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam có xuống tăng mạnh trong những ngày qua, đặc biệt cả thị trường miền Tây và miền Đông Nam Bộ đều có xu hướng tăng. Ghi nhận một số địa phương ở thị trường miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 58 cho đến 62.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá dòng heo đẹp cũng ở mức 58 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang 57 cho đến 62.000 đồng. Thuộc Long An trong ngày hôm nay có mức giá 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre cũng đã chạm mốc 60.000 đồng, thậm chí nhiều nơi còn báo giá 61.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 57 cho đến 59.000 đồng. Thuộc Sóc Trăng và Bạc Liêu phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 58.000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Thuộc Cần Thơ và Đồng Tháp cũng phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Cà Mau 58.000 đồng. Thuộc Kiên Giang có mức bình quân từ 58 cho đến 61.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung cũng có mức giá cao. Cụ thể, theo ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, mức bình quân trong ngày hôm nay là 57 cho đến 58.000 đồng. Tuy nhiên, heo đẹp cũng có những nơi báo giá lên đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An có mức giá bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng. Hà Tĩnh phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Bình và Quảng Trị có mức giá thấp hơn 55 cho đến 57.000 đồng. Huế cũng phổ biến trong khung giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ, ghi nhận Đà Nẵng có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi phổ biến 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bình Định 55 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Tuy Hòa của Phú Yên bình quân 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu vực Khánh Hòa 57 cho đến 58.000 đồng đối với dòng sia ba máu loại 1, còn những dòng heo xấu hơn chỉ ở mức 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg.
Ninh Thuận và Bình Thuận ghi nhận mức giá 55 cho đến 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với một số địa phương ở khu Tây Nguyên, ghi nhận Đắk Lắk có mức giá lên đến 58.000 đồng. Lâm Đồng phối mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó, hai địa phương là Gia Lai và tỉnh Kon Tum ghi nhận trong ngày hôm nay đạt bình quân từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.